kinh khủng đến từ vị trí của mình. Chạy hát nha, chạy hát nha mọi người. Vậy chứ người ta thích. Ok. Nghiêm túc. Bật tính năng nghiêm túc nha, thùng lũng nha. Thùng lũng đúng không? Không, dân cư. Nhảy luôn. Ôi, trăm buông. Ok, hello, chào mừng mọi người đang trở lại với trải nghiệm. Trái nét ghê á. Cậu cái gì trải nghiệm đi máy bay lần thứ N. Không, bây giờ trai hát nè, mọi người nha, bạc nha, đặc biệt hàng bạc nha, phải nghe nha. Nhớ bạc không nghe mấy đợt trước bắn một trận rồi, không nghe. Bây giờ nha, phải nghe nè. Lút đồ đi em, không có địch cứ lút đồ đi. Đừng làm những việc ẩu nha. Ok, lút đồ. Đừng bắn nhau, từ okay. Từ bắn nhau. Mà đây không có địch đâu. Vừa về vừa quét. Bọn mình mang thịt hết đúng không? Bây giờ mình sống đến lúc ném thịt nhất, ném 4 cái vô. Ok. Xếp chồng với nhau cho xịn. Ok. Ê, lâu lắm không ném thịt xếp chồng với nhau chưa? Ừ, đúng rồi. Xếp chồng nhau đi. Ok. Bây giờ ta ném thử góc để cho... không, bây giờ phải nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa biết sao. Thử thách chồng thính lên nhau và cái kết. À, quay lại những cái ngày xưa. Ừ, ok. Những cái content okay. Như thế hay hết. Ok, quay lại cái chuỗi kỷ niệm hồi xưa thử thách quăng thính chồng lên nhau và cái kết có N94 nhớ nói nha. À, trận sau sẽ là đây. Bay ra ngoài okay. Bản đồ xem có gì hot không. Ừ. Bung ra ngoài. Bung ra ngoài đảo ngoài và cái kết có gì hot không? Ô, tôi không mang thính á. Tôi xin lỗi, tôi mang. Đây. Ô, đem cái gì vậy? Tôi mang thính đi rồi á, không phải sao bị lag á. Có N94 rồi nha, méo. Chả hiểu. Lại trải nghiệm. Kiếm qua trường học. Qua trường học coi có cái máy cắn nào không nha. Qua trường. Ok, để qua check. Kiếm cái máy đớp vào mồm đi mọi người ơi. Cái máy đớp vào mồm ý. Chả sao bây giờ ngày xưa câu hello nó bình thường, sao bây giờ hello là mình kiểu nó giống kiểu là bây giờ chụp lại cái chữ hello thôi, sẽ chụp lên up là đây là bức ảnh biết nói, chỉ nhìn thôi là biết câu sau là gì. Để chữ hello thôi. Hello, surprise. Hello. Thôi tôi không chơi với idol. Ai bắn 14 đâu? M14. Thôi tôi không chơi với idol đâu. Không. Ui, idol. Thôi chơi không, tôi không chơi với idol đâu. À đây đâu. Thôi tôi không chơi với idol đâu. Ui. What the hell? Bạn sao biết được? Xuống xuống xưởng nè, xưởng cơ khí nè. Cái góc này là góc được lần đầu tiên mình giết được AS này, chạy đúng ngáo luôn mọi người, chạy góc ngáo trên đồi này này, mình bắn cho xịt cơm luôn. Đó, chết luôn. Mà hồi bài này hay, bây giờ bắn dở rồi. Đã bắn hay bao giờ đâu mà dở. Ngày xưa tới bắn hơi bị hay. Này để cái máy cắn này lại nha. Mọi người vô trong loot đồ đi. Mình nhớ ngày xưa xem stream đầu tiên của bạc chơi trên PC xong bạc kiểu bắn kiểu cho con chuột lên để kéo cơ. Click. Còn tôi nhớ hồi xưa game show gặp tôi. Thôi tôi không chơi với idol đâu. Thôi. Ui idol. Thôi nè nè. Nên có rồi nè chúng tôi. Cá mập để game show gaming TV. Idol quá trời luôn nè. Mọi người đấy có phải mình đâu, mình khác mà mọi người không thấy giọng mình, cái giọng đi khác nhau. Thôi đi. Khác nhau vớ phần. Thôi đi. Cậu cứ thôi đi á. Mình tôi đợt đấy tụi nói là kiểu cái kia. Đấy á. Thôi tôi không chơi với idol đâu. Ông đổi trên FIFA nên tôi nói là idol của mọi người chứ phải idol của tôi đâu. Thế không phải? Nói gì vậy? Nhớ. Không tin luôn các bạn. Ê, bét lắp bằng đại thay đại nhanh có ngon không nhỉ? Ngon. Mình chỉ có 8 viên đại shotgun. Chạy hát nha mọi người, chạy hát luôn không? Chạy hát thôi nha. Đi mọi người, đi mọi người, đi mọi người. Nhà đá. Đi. Thì tính ra ngày xưa mình bắt chuyện đại hát là kiểu hôm ấy ổng nhờ kiểu cách like điện thoại lên màn hình PC. Ngày xưa ổng chỉ like trên mobile, cậu ngày xưa cậu chỉ like trên mobile thì đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa tôi like trên mobile mà vừa để bình luận vừa bắn luôn á, ghê không? Thôi gọi lên PC thôi, mình và ông chỉ hơi bị khó. Hồi đó tôi tự kiếm không à, mẹ chỉ xong tự kiếm luôn. Đi mọi người, ủa số 2? Số 2 like đây. Đó tao tao biết bạn. Ngay mà đề nghị cao bạc nha, chơi game nghiêm túc nha, có chơi game không? Không. À. Nghe cái thằng lick hủy lick điện thoại này. Ôi mọi người chân dài quá, không chơi được đâu. Rồi nó chiếm nhà đá kìa. Cả ngày bạc cái bóng ra công nhận.
cẩn thận ngày nó dẫn trai về nha cô. Đúng rồi, cẩn thận một ngày nó dẫn trai về đó cô à. À nó bị bắt sắp bị bóng ở nơi rồi đó. Ừ. Thật ra là hồi trước bà có dẫn rồi, nhưng mà vì cô bà dẫn rồi. Cô Ngân chỉ là bích bức từng phong thôi đúng không? Bích cái. Yo, nhưng mà đông kêu ơi. Ok, được để tôi để tôi đây. Bom hả? Tôi đã có cách né bom. Từ từ. Mày cứ từ từ cho em bạn ơi. Làm thế nào? Ui, chỉ đùng ở đây này, này bạc á. Trời ơi, đang phải né cục bom đi chứ không đi ra ngoài. Ơ, chết nhau kìa, hai team cậu ơi. Kệ nó, mình đứng đây thôi, Gil chơi chai hát mà. Lên nào. Lên đây, đứng đây canh thôi. Hát phải tui lên tui. Gil ơi, cậu đứng, cô Ngân, đứng ngay cái ghế đi, anh nhảy lên đầu em, anh bắn. Ok, đặt dạ. Thì tôi ác thế. Em ngồi trên đây nè, ngồi ngay cái ghế nè. Để đó, em xử cho ở đâu. Đó, đứng đó. Có thằng đu cáp kìa. Gào bạc hả? Gào bạc. Ây da, rớt. Chúng nó ở đâu vậy mà? Chạy hát nha mọi người. Tìm gì ở trên đó. Mẹ trời nó luôn, quá sợ đất chỉ chúng nó chơi đó luôn nha. Đây đây, ổng đây này. Thì cứ chạy qua chạy lại em này. Em xích qua một xíu, xích qua, ngồi xích ra ngoài một xíu. Thích đây này. Đây, xích qua bên này. Chưa được. Mẹ tao là tao đang đeo chảo chống dính rồi. Mà. Rồi. Bắn tao mà. Xấy keo Will ơi, xấy keo luôn. Mẹ bao nhiêu keo? Đau quá nha. Ấy da. Thôi. Có cô ở đây mà, cô cứu cô. Em không nhấp được đâu, cứu đi. Nhấp đi. Không nhấp được. Ồ sao không nhấp được? Ba bạc cứu bạc. Rồi, ok rồi. Đừng đẩy lên Gil ơi, cứ ngồi đó đi. Lường rồi. Lường nó cuối cua. Ấy da. Không đẩy lên mà. Ôi không đẩy lên mà. Mọi người. Có đẩy đâu mà. Vô trong sát tường đi, sát tường cứu. Ok. Sao. Được. Ấy, bạc ủi tí chất. Ấy, anh em bom lên lại. Ui. Thật bắn. Đi bắn. Mí, mày lên đây. Đi rồi mày quét xem. Lên đây. Lên đây mình muốn đi đúng không? Đừng ngồi sát kia nha. Cây. Chạy qua chạy lại làm free. Trời ơi. Muốn bị đi chết chưa? Nóc chưa? Ra cô. Đó. Chết luôn hả? Giết luôn hả? Tôi bắn nóc thôi, còn hai người nữa. Kìa gạt đấy, có bông bên dưới mình. Đây. Cái cây này. Mình muốn bị đi đúng không? Tôi giả vờ không thấy đây, cái cây. Chạy kìa. Này. Tôi quay cho chạy nè. Nãy giờ chỉ có nữ thôi. Ôi, Gil, lên Gil. Thôi cậu, từ cậu. Đây. Nó bị nóc mà. Mình còn thính. Quăng thính được nha, chuẩn bị quăng thính này. Mọi người thấy cái khẩu súng spaz không? Quăng cái thính vào cái khẩu súng spaz luôn nha. Quăng đi mọi người. Đây để tôi quăng cái này vô. Đây. Rồi, quăng cái thính vào. Từ chưa, đang sạc. Gần được rồi đó. Đặt mình lấy giống vậy. Ui Gil ơi. Nói đúng. Mẹ nó. Chạy. Hai người luôn. Chạy bên này. Anh đi vô nhà đi anh. Đứng đây nè, đứng ngoài đó ở trên băng. Nè, quăng thính vào cái chưa được. Chơi chạy hát với bọn tôi hả? Nhào vô đây. Chưa đi đừng sợ. Chưa được luôn. Ủa sao thính sao lâu vậy ta? Thính sạc xong rồi mà. Chưa, phải giết thêm người đi cậu. Có lý lúa đó. Mình muốn bắn. Bắn gì lắm. Không, tôi bắn cho yếu luôn. Ra đây, mày lú mồm mày ra đây coi. Chưa sạc được luôn. Em biết sạc kia không được ra loot này. Rồi, drone thính được rồi nha. Nè, quăng nè. Nè, tôi quăng nè. Quăng vào kia. Rồi, quăng rồi đó. Quăng rồi nha. Quăng vào, quăng chính xác vào, ngồi xuống quăng chính xác vào. Đừng, không được nó lăn ra là chết đấy. Rồi, ngáo nè. Không cứu bác được. Mình của tôi. Mình được phán rồi. Quăng đi cô. Đó, quăng vào cái khẩu spaz. Bên đồng adup á, bên địch adup á. Bên địch adup mà. Từ thôi. Để em kiểm tra xung quanh cho. Ok, kiểm tra xung quanh đi. Không. Chưa sạc được. N94. Rồi, của em được rồi. Ok, quăng ngay cái chỗ đó luôn. Quăng vô đó cho nó chồng lên nhau luôn. Ê, con này tôi bắn được. Sau lưng. Ừ, máu sau lưng tôi khiếp. Kè đi. Đặt quả bom mà. Toàn quá. Đây, ghi cho máu này, này, tôi cho đây, máu đây, này. Nó ở nhà L bên kia kìa. Máu, này, máu tôi nè, cho chỗ tôi nè.
Kê từng góc đi, kê từng góc đi. Lấy bình một cho này, mỗi người hai bình đi. Này đó. Cậy tôi á, cậy tôi á, cậy tôi á. Mấy người làm gì, mấy người làm gì tôi? Đây. Mấy người muốn làm gì tôi? Kê một người kê nhà L đi nha. Qua đây nè. Kê chia ra kê đi, đừng có chùm vào nhau, chia ra kê đi. Đấy. Kê sau rồi. Đấy đấy tí tí. Đấy đấy tí. Cam đi. Mỗi người cam đi, tôi không làm được hả? Chơi được không? Không. Không. Tàn nhỉ. Ui, nhà L ai kê vậy? Em đây nè. Thính thính có gì đấy? Thính cái gì đó mọi người? Kia nó bắn kìa. Lúc đồ cái gì khó lúc. Đúng lúc mẹ thì tao. Lo mà kia đợt đi lúc. Ấy dạ. Muốn bị đi không mà ai bị đi. Ở vô trong bác. Bác cứu ẩu quá mà bác. Mà đúp này nóc adup nhá. Ok nó đi. Chưa thằng adup chưa nó nóc nha. Bên này. Thằng adup nó rồi bắn tôi nè, mất cho nó. Rồi nghịch ngu rồi, theo lời AS nghịch ngu rồi. Bây giờ làm sao mà lấy cái thịt này đây mọi người. Thôi tẹp tôi xuống tôi lút xác nữa đây. Ok để anh. Làm gì mừng dữ chứ. Cam là sao cho tôi. Đâu rồi, không lựu đâu. Đây em cầm này. Ơi, cam sao tôi ra tôi lút cái xác này coi. Xác này giàu này. Cái khẩu súng shotgun của anh đây. Ok sao 3 viên hả? Em đi mọi người. Ai biết. Em cài đạn chưa? Mẹ tôi ra đây, tôi ra đây. Không, em đã cài đạn đâu. Rồi nó bắn tôi nó. Từ từ nha. Chịu trách nhiệm đi. Đừng, mình chơi chai hết mà. Yên tâm đi, cứ ngồi trong đây đi, không thằng nào dám lên đâu, tôi cầm phóng lựu mà, ngồi trong luôn bác. Ngồi trong luôn bác. Em phải nhặt lại khẩu súng gun của em. Yếu à, thôi kệ đi. Đó, bơm máu nè. Tôi có súng máu này đây. Đấy, thế ông đi loot đồ cái về chỗ có đồ cho mọi người luôn. Đây, súng gun đây rồi. Nào, đừng góc nào, góc đẹp, tôi bắn máu cho nào. Bác ngồi xuống. À, tôi nè. Có bình máu nào không? Không có, bây giờ phải ra. Mới có 3 thùng thôi. Giờ lúc cái xác có hai cái đồ này tôi mới có máu này. Ghiu làm gì? Bên nhà L bên kia còn địch không? Không. Ghiu không có thấn. Đúng rồi, tôi vừa ra xong. Hết được rồi, bên nhà hết được rồi. Nó xoáy đi rồi, đúng, tôi vừa ra lấy lút đó. Chơi chạy hát đi mình trong bo mà. Mình từ từ mình trong bo mà, lo gì. Chạy hát luôn. Mấy thằng kia nó vẫn me mình kìa, đậu xanh. Tụi mình bo đẹp nè. Sát đầu. Me thì địch phải chạy thôi. Lúc mãi sao được. Còn đi qua đúp thì bây giờ nha, bây giờ mọi người mọi người thấy cái nhà ở ngay khu dân cư này không? Hoặc là cái nhà này thấy không? Ok. Thấy không? Ok. Xuống chiếm lĩnh cái nhà đó, đừng để cho thằng nào tới gần nhà đó nha. 1 2 3 đi. Đi mọi người đi bật chạy thẳng xuống luôn nè. Ok. Đi nè. Rồi gặp thằng nào bắn thằng đó nha. Okay, đi. Tôi nốt rồi. Đi. Đi không thôi không kịp đâu. Ok, OB. Let's go. Không kịp đâu nha. Bỏ hiệu cho mọi người, hiệu không lúc được góc đấy không lúc đâu mọi người, lúc là chết đó. Rồi, tôi tới đây rồi nè. Rồi ke nha. Một người ke trên nè. Ke trên là ở đây nè. Đó, ke trên là chạy vòng vòng ở đây. Rồi, ai ke ở đây? Tôi. Ok, bạc đi với anh. Con thân đây. À, tính xanh đồng đội mà đúng không? Bạc ke đây nè bạc. Bạc ke đây nè. Em muốn lại qua lấy thính anh ạ. Nào có chơi được không? Chơi chai hát đi em. Ke đây nè, bạc ke đây nè. Con thính bên kia. Đi vòng vòng nha, đừng để chết nha. Cô Ngân ke đó nha, cô Ngân. Ok. Ok, rồi. Đừng cho thằng nào tới gần nha, thấy là bắn luôn nha. Thấy là được phép bắn thoải mái nha. Ok. Cho em qua lấy thính được không? Thế thì qua đi em. Nào có chơi được không? Chết. Kìa, thấy nha. Thấy chưa? Đây, rồi nóc. Rồi, kệ nó. Rồi, kê đi, cứ kê góc mấy khóc góc khác đi. Ý mà tao nó đã quá. Một thằng chạy hả? Vậy còn thằng còn lại đâu? Chết rồi, kìa. Bên chết rồi, hai người luôn. Hai người hướng 30. Bạc lên phụ hỗ trợ cho Guild đi bạc. Không cần đâu. Cứ cam đi. Cứ giữ vị trí đi. Ba người đang ở nguyên team lùm nóc 1. Cô Ngân lên luôn, anh coi ở dưới cho cô Ngân lên luôn. Ok rồi. Còn hai thôi nhá. Sau ông kêu đen hai người. Hai ông này không đẹp đâu. Được. Mẹ giáp đau quá, không có giáp đau quá. Em xuống xác cái thằng dưới kiếm giáp đã. Anh lấy đồ ở dưới rồi nha. Cái xác dưới này lấy chưa anh? Lấy rồi, không biết còn cái gì không nha. Nóc. Cố lên mọi người ơi. Mình tin mọi người làm được mà. Ơi sau lưng bạc kìa. Sau lưng.
Rồi bạc bắn nó luôn bạc ơi, anh cover nè. Trên cò luôn kêu. Con. Trên trời nó chết rồi. Gil ơi, Gil với con Ngân bắt đầu chạy vô lấy nhà Ba Giang đi. Chạy gần vô coi nhà Ba Giang lấy được không? Lấy luôn. Rồi, nóc trời nha. Ok, này xuống đây. Rồi đi bạc ơi. Đi xuống nhà Ba Giang luôn bạc ơi. Xuống nhà Ba Giang luôn đi, xuống nhà Ba Giang luôn. Xuống nhà Ba Giang đi, cứ xuống đi. Okay, hai người đi trước, đi với tôi Gil ơi. Đi với tôi hỗ trợ cô Ngân. Rồi, okay, đi nè, đi dần xuống nè. Thấy là bắn luôn nha mọi người. Ok. Rồi ngoài này có luôn à, từ vô được nhà đã. Cứ vô đi, bọn tôi cover đằng sau. Cover sau rồi. Rồi, cô Ngân vô đi. Rồi, đứng đây thôi, cho cô Ngân với kia vô đi. Cho cô Ngân với cao bạc vô đi. Rồi. Rồi biết rồi. Nè, nhảy xuống à. Rồi, từ đừng ra nha. Cụ đá. Đừng ra. Ok. Đừng ra nha bạc ơi, bạc. Đừng để mất máu nè. Khịa thôi, đừng để mất máu. Gil ơi, lên thêm một xíu nữa Gil ơi. Kiếm góc Gil, kiếm góc. Okay. Kiếm góc ở phía sau cover cho cô Ngân với kia, kiếm góc cover. Ok. Đi nè. Qua bên phải, Không, cậu qua bên trái đi, cậu qua bên trái đi. Bên trái, bên hàng rào bên trái, đúng rồi, tôi ke bên này rồi, yên tâm đi. Ok, được. Rồi. Top 1 rồi, yên tâm đi nha. Top 1 rồi. Cẩn thận bị nát đầu nha. Bắn từ từ thôi. Bắn từ từ thôi, cứ một người bắn, một người bấm máu, một người bắn. Đã nốc. Ừ. Còn hai thôi. Ở trong nhà bên kia. Ke luôn, mình ke được kìa, nó chạy kìa. Không sao. Không sao thôi, cứ đứng đó đi. Ok. Nè, tôi làm chim mồi cho nè. Rồi. Tôi làm chim mồi cho mọi người bắn nha, mọi người cứ bắn đi, đứng đó bắn nha, tôi làm chim mồi cho. Rồi mọi người đứng đó bắn đi. Tôi đạn rồi nhá. Rồi bắn đi, đứng đó bắn thoải mái nha. Bắn thoải mái đi. Đây, tôi có súng máu. Rồi tôi làm chim mồi cho, nó chết rồi. Ông kia sẽ đi chết rồi, ông kia sẽ đi chết bo rồi, sao mà cái này cũng rồi chết bo. Bị hạ luôn rồi anh ơi. Top 1. Yes. Chơi chạy hát là phải vậy, tự nhiên mình top 1 rồi nãy. Thấy không? Được quá à. Nè, tôi chưa sử dụng phóng lựu luôn á, tôi để vậy luôn á, coi nó chạy được không luôn á. Nè, phóng lựu còn luôn nè. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.